Thưa quý vị, với lợi thế diện tích mặt nước lớn, nuôi trồng thủy sản là sinh kế mang lại thu nhập cao cho người dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tuy nhiên, người nuôi thủy sản đang bị bủa vây bởi khó khăn do đại dịch COVID-19, khi giá cả rớt xuống thấp và càng khó tiêu thụ. Nhiều hộ nuôi trồng thủy sản hiện chỉ còn nuôi cầm chừng, thậm chí bỏ nghề. Nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng sản phẩm nuôi trồng thủy sản tại Bà Rịa Vũng Tàu những tháng cuối năm, nhất là dịp Tết sắp tới, khó tránh khỏi. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, 8 tháng đầu năm 2021, diện tích nuôi trồng thủy sản của tỉnh đạt 6.560 ha, sản lượng nuôi trồng đạt 12.838 tấn, chiếm 62,7% kế hoạch năm 2021 và tăng 5,39% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, dịch COVID-19 bùng phát, thời gian giãn cách phòng dịch kéo dài, các sản phẩm thủy sản nuôi trồng trên địa bàn tỉnh hầu như không thể tiêu thụ, nhất là hàu, cá nuôi lồng bè và cá nước ngọt. Hiện toàn tỉnh còn tồn hơn 150 tấn thủy sản nuôi, trong khi giá bán thủy sản nuôi cũng thấp hơn rất nhiều so với giá thành sản xuất. Giá cá trắm cỏ, cá chép, cá rô phi nuôi ở khu vực xã Suối Rau, huyện Châu Đức có giá từ 20 đến 40.000 đồng 1 kg, giảm từ 10 đến 30.000 đồng 1 kg so với thời điểm này năm ngoái. Giá bán nuôi cá lồng bè trên sông Trà Và, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu cũng giảm từ 30 đến 40% so với cùng kỳ. Tất cả nhà hàng, nhà đồ đều nghỉ hết, chợ búa thì tiêu thụ cũng không được nhiều, hàng của bà con tồn đọng rất lớn. Nó đã lớn tới tầm này rồi, vượt sai. Cái nguồn thức ăn cho cá hiện nay là lên rất cao, mà cái cá giá thành của mình là tụt xuống. Nếu mà đỡ lại càng lâu á, duy trì nó trong thời gian lâu quá thì nó sẽ rất là khó khăn. Tôm nuôi công nghệ cao RAS tại thành phố Bà Rịa do ảnh hưởng của dịch COVID-19, doanh nghiệp hạn chế thu mua nên cũng phải bán theo những đơn hàng nhỏ lẻ từ 1 đến 2 tạ, thậm chí vài kg trên một đơn hàng. Trong cái đại dịch COVID này thì cái người mà sản xuất đó, thì nó gặp rất nhiều khó khăn. Trong quá trình nuôi thì có những cái trở ngại là không thể mua hàng về được mà thay thế những cái lộ vật tư mà mình bị hư. Cái thứ hai nữa là thức ăn thì cũng rất là bị động. Hồi trước đây mình chỉ cần đến đó mình mua mà đem về mình xử lý. Bây giờ phải đăng ký trước 5-7 ngày mới về tới. Mà lượng nó cũng có hạn. Cái thứ ba nữa là trong vấn đề tiêu thụ. Trước đây á, thu hoạch trong vòng 7-10 ngày là xong. Bây giờ nó có thể nó kéo dài cả tháng. Bởi vì người ta không có đầu ra. Khó khăn trồng chất nên người nuôi trồng thủy sản Bà Rịa Vũng Tàu đã giảm quy mô thả giống, thậm chí nhiều hộ đã phải buông tay vì thua lỗ. Tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến nguy cơ đứt gãy nguồn cung ứng thủy sản trên địa bàn tỉnh trong những tháng cuối năm, dù đại dịch được kiểm soát. Ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang tích cực phối hợp với các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, các hội đoàn thể tăng cường trao đổi thông tin về cung cầu sản phẩm nông sản, thủy sản, kịp thời rà soát, thống kê nguồn cung từng mặt hàng để thúc đẩy kết nối cung cầu, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm thông qua nhiều kênh phân phối và hình thức phù hợp. Tổ chức các điểm bán hàng cố định hoặc lưu động tại các vùng xanh, vùng vàng, những vùng đảm bảo điều kiện phòng chống dịch và tập trung hơn cả vào những sản phẩm còn tồn đọng nhiều cần sự hỗ trợ tiêu thụ. Bên cạnh các cái giải pháp tiêu thụ sản phẩm thủy sản trong dân thì chúng tôi cũng đang hỗ trợ cho bà con đưa các cái sản phẩm tiêu thụ lên các cái sàn thương mại điện tử rồi đưa vào cái hệ thống chuỗi bán lẻ, và đồng thời ban hành các cái văn bản hỗ trợ bà con mình để chuẩn bị cho phát triển mùa vụ trong cái điều kiện dịch bệnh COVID này, để bảo đảm là bà con mình vẫn phát triển nuôi trồng trên cơ sở là khắc phục các cái khó khăn tồn tại để chúng ta tiếp tục phát triển sản xuất. Những giải pháp mà ngành nông nghiệp đang tích cực triển khai góp phần giúp người nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh giải phóng được lượng hàng tồn đọng để có vốn đầu tư tái sản xuất cho vụ mới, đồng thời cũng là để có thể duy trì chuỗi cung ứng sản phẩm nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh.